Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Chương trình hôm nay, ngày 13 tháng 10 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bà Đặng Thị Hàn Ni tiếp tục bị đề nghị truy tố. Phải thay đổi quan điểm về cho nhận tặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, do bị can Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ luật sư thực hiện. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý, và có đủ căn cứ để xác định hai bị can này phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, ông Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hàn Ni đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm danh dự uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 vừa bắt tạm giam đối với bị can Trần Thanh Sang, 43 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Sang thông qua mạng xã hội Facebook Zalo làm quen nhiều trẻ em, sau đó dụ dỗ nạn nhân trò chuyện nội dung nhạy cảm, chia sẻ hình ảnh, clip nóng, khơi gợi. Sang thu thập hình ảnh và clip này, sau đó đe dọa, ép buộc nạn nhân phải làm theo các yêu cầu như tiếp tục gửi hình ảnh, clip nhạy cảm và tống tiền nạn nhân. Nếu không thực hiện sẽ đăng hình ảnh, clip nhạy cảm lên trên mạng xã hội. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây nhu cầu kiểm định xe ô tô của người dân bắt đầu tăng trở lại. Ở một số thời điểm trong ngày đã xuất hiện tình trạng xe xếp hàng dài chờ tới lượt tại một số trung tâm đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Sở Giao thông Vận tải Thành phố dự báo nhu cầu kiểm định xe cơ giới đang có dấu hiệu tăng trở lại vào thời điểm cuối năm 2023 và tăng cao vào những tháng đầu năm 2024. Nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe cơ giới ngày càng tăng cao, Sở Giao thông Vận tải Thành phố đề nghị Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải xem xét việc sớm nghiên cứu đầu tư xây dựng mới các trung tâm đăng kiểm của đơn vị mình. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa chính thức thông báo kế hoạch chạy tàu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cụ thể, từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 16 tháng Chạp đến ngày 17 tháng Giêng, công ty có kế hoạch tổ chức chạy tàu, gồm tàu khách thống nhất Sài Gòn-Hà Nội và ngược lại sẽ chạy 10 đôi, tàu khách khu đoạn cũng chạy 10 đôi, riêng tuyến Hà Nội-Đà Nẵng và ngược lại, công ty chạy 1 đôi. Số chỗ cung ứng chiều Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội 10 ngày trước Tết và chiều Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh 15 ngày sau Tết, khoảng 390 chuyến với hơn 200.000 chỗ. Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2 năm 2024, tức từ 30 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 năm 2024 âm lịch, công ty còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Nha Trang và ngược lại, phục vụ hành khách du xuân. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại nhiều quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các bức tường cột điện bị dán, vẽ đầy những quảng cáo, trông rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương cùng người dân cũng đã thực hiện biện pháp cạo, xóa những tờ quảng cáo, rao vặt dán trên trụ điện, tường nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian thì lại xuất hiện những tờ quảng cáo rao vặt mới. Trước thực trạng trên, đại diện Ủy ban Nhân dân một số quận đề xuất xác lập các thuê bao trên quảng cáo, rao vặt, mời các cá nhân có số điện thoại quảng cáo rao vặt này đến Ủy ban Nhân dân phường để làm việc. Nếu các cá nhân này không đến, phường sẽ kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân quận, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố làm việc với các nhà mạng để khóa các thuê bao quảng cáo rao vặt đó. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nongkhomnay@pháp luật tp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Thưa quý vị, loạt phóng sự điều tra về đường dây buôn bán thận của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phơi bày một thị trường tạng phủ ngấm ngầm nhưng nhộn nhịp suốt bao năm qua. Thị trường buôn bán tạng là những đường dây với những xúc tua chằng chịt bám vào người dân,
dụ dỗ họ cắt bán thận, rồi chính những nạn nhân này trở thành cò buôn thận, lôi kéo thêm nhiều người khác. Chỉ cần vào Facebook với từ khóa hiến thận, hội hiến ghép thận sẽ hiện ra vô số giao dịch như một cái chợ online để người ta ngã giá. Nhu cầu một vé sự sống chưa bao giờ hết nóng. Dù công an có vào cuộc, có bắt xét xử, thì người trong cuộc vẫn xem như ai đó xui rủi. Và giá một quả thận mỗi ngày lại đắt thêm. Từ 900 triệu cách đây 5 năm, giờ được cò ra giá từ 1,3 đến 1,5 tỷ đồng một quả thận. Về vấn đề đạo đức và pháp lý trong việc buôn bán bộ phận cơ thể người, nhiều người cứ vịnh vào chuyện cung cầu. Theo họ, một mạng sống dù bao nhiêu tiền cũng không mua nổi. Đằng này một quả thận hơn cả một món quà sự sống. Từ những quan điểm này, nhiều người nợ nần đi bán tặng, kẻ môi giới kiếm lợi và cả người bệnh muốn thoát cảnh chạy thận chết mòn nhắm mắt làm ngơ. Để rồi từng người trong số họ bước một chân vào lựa chọn nghiệt ngã là mua, bán, môi giới tạng phủ. Pháp luật đã rất nghiêm minh với hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Vừa qua, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử các đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán tạng xuyên quốc gia. 16 năm tù là cái án rất nặng. Song, việc chứng minh giữa buôn bán và nhân đạo cứ lòng vòng khiến cho việc này tái diễn. Để thay đổi thực trạng này, phải thay đổi nhận thức của xã hội, quan niệm của một số y bác sĩ. Cần khẳng định sự nhân văn nhân đạo trong vấn đề này, hiến tặng nghĩa là cho đi không cần đáp đền. Người hiến tặng là hiến cho y học để phục vụ cứu và khám chữa bệnh cho người dân. Nếu bạn muốn đền ơn hoặc bạn nhận sự đền ơn ấy, nếu có sự trao đổi dù chỉ một xu một đồng, thì việc đó trở thành buôn bán. Nhân đạo nhân văn là không vì hoàn cảnh khó khăn để cắt đi một bộ phận cơ thể, đem bán đi bất chấp tính mạng, tiếp tay cho kẻ khác hưởng lợi trên thân xác người. Tuyên ngôn Istanbul 2008 về hiến tạng và ấn bản mới của nó được trình bày năm 2018 tại Madrid với sự tham gia của các tổ chức khoa học, y khoa quốc gia và quốc tế có liên quan đến hiến, ghép tạng, đều chỉ rõ nguyên tắc trung lập về tài chính. Theo đó, các hành vi mời gọi hoặc chiêu dụ người hiến tạng hoặc người nhận tạng để thực hiện mục tiêu lợi ích tài chính hoặc vì lợi thế so sánh, hứa hẹn hoặc trợ giúp hoặc tiếp tay lấy hoa hồng, bất kỳ hành động nào trong số này đều bị coi là buôn bán nội tạng. Nguyên tắc này đòi hỏi người nhận không phải bỏ ra và người hiến không nhận bất kỳ lợi ích vật chất nào cho việc hiến và nhận tạng. Một vị giáo sư lâu nay quyết liệt chống buôn bán tạng đã ví von việc bán thận do nghèo khó cũng giống như Thúy Kiều bán mình chuột da, nhưng bán mình thì không chết, còn bán một quả thận có nguy cơ chết. Vì vậy, mua bán thận là việc làm trái pháp luật, vô đạo đức. Đến hiện tại, vẫn chưa có một quy trình chuẩn nào của Bộ Y tế đưa ra cho các bệnh viện về việc hiến tạng từ người cho sống. Mỗi bệnh viện sẽ làm một kiểu, một bộ quy tắc riêng. Dù bệnh viện nào được cấp phép ghép tạng cũng có một đơn vị điều phối ghép bộ phận cơ thể người. Đơn vị này học theo mô hình nước ngoài, nó như một cánh cửa gác cổng cho các vấn đề liên quan đến pháp lý, đạo đức trong các ca ghép tạng. Đặc biệt trước các ca mổ ghép, có một hội đồng đạo đức sẽ kiểm duyệt lần cuối trước khi hai người hiến và nhận lên bàn mổ. Vậy tại sao vẫn có hàng chục, thậm chí hàng trăm ca ghép thận dưới vỏ bọc hiến tạng nhân đạo trót lọt qua hết tất cả các vòng này để lên bàn mổ, và đằng sau là những giao dịch cả tỷ đồng cho một quả thận? Bác sĩ có biết, có nghi ngờ mục đích của việc hiến tặng này không? Phải nói rằng sẽ có những thủ đoạn tinh vi của cò như làm giả giấy chứng minh huyết thống, hôn thú để hợp pháp hóa. Song, một ca ghép phải khám, tầm soát kiểm tra qua lại trung bình từ 2 đến 6 tháng. Không lẽ nào bác sĩ không nhận ra điều bất thường trong tình thương giữa hai người cho nhận? Nếu cứ căn cứ vào việc bác sĩ chỉ giỏi chuyên môn, không giỏi kiểm tra giấy tờ xác minh vì việc đó của công an, thì sẽ không thể nào chấp nhận. Về mặt đạo đức y khoa, nếu chỉ chú trọng ghép thêm nhiều ca để lập kỷ lục, sẽ dễ dẫn đến bỏ lọt kẽ hở cho tội phạm buôn bán tạng khai thác. Ghép tạng phải được chú trọng cả về pháp luật, hệ quả xã hội, chứ không thể nào tập trung tất cả chỉ để trở thành chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này được. Niềm tin xã hội liệu có thể đặt vào những phẫu thuật viên có dính đến các ca mổ có tính thương mại? Khi niềm tin ấy bị thương tổn, thì còn ai sẽ hiến tạng cứu người? Người thiệt hại cuối cùng chính là bệnh nhân, và đặc biệt là bệnh nhân nghèo. Họ lại tiếp tục bán nhà cửa, đất đai để mua một tấm vé sự sống trên chợ buôn bán tạng online. Hậu quả nặng nề hơn là thế giới sẽ nhìn ta như một nước buôn bán tạng. Các hội, hiệp hội về nghề y sẽ từ chối chuyển giao và đào tạo những bác sĩ giỏi chúng ta ra nước ngoài tu nghiệp.
nếu Việt Nam chúng ta tập trung phát triển lĩnh vực ghép tạng từ người cho chết não, chúng ta sẽ có thêm cơ hội cứu sống hàng ngàn con người, hướng đi bền vững trong tương lai cho hàng ngàn bệnh nhân suy đa tạng, mòn mỏi chờ tạng hiến. Ngành ghép tạng Việt Nam đã phát triển vượt bậc suốt 30 năm qua, nhưng chỉ ở người lớn, ở lĩnh vực nhi chúng ta còn dậm chân tại chỗ. Giáo sư Trần Đông A, người từng tách ca song sinh Việt Đức, vẫn rất trăn trở, muốn xây dựng và sửa đổi luật để phù hợp trong lĩnh vực ghép tạng, giúp bệnh nhi suy tạng có nhiều cơ hội sống hơn. Bởi trẻ em thì mầm xanh đáng để cứu sống, cứu nhiều hơn và có ý nghĩa tương lai hơn. Và trước những lần báo chí thông tin một đường dây buôn bán tạng thì ông thường trăn trở, chúng ta phải đi theo con đường chung của thế giới, bắt kịp họ, chứ không phải đi theo một ngã rẽ để rồi ngành ghép tạng chúng ta đi vào ngõ cụt. Thưa quý vị, vấn nạn buôn bán thận nói riêng và buôn bán bộ phận cơ thể người nói chung tạo nên những tổn thương và hậu quả to lớn cho xã hội về sức khỏe, đạo đức. Muốn thay đổi nó, phải thay đổi cả sự lựa chọn cách cho và nhận của người trong cuộc, và có thể phải điều chỉnh cả sự lựa chọn cách phát triển ngành ghép tạng. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Livestream bán hàng hồn đầm bông, chị nhỏ tạ to khổng lồ. Đâu rồi? Thiếu tỉnh táo, thiếu sức mạnh, hãy uống nước tăng lực number one. Tỉnh táo thức thì tăng thêm sức mạnh. Đầm cho chị nhỏ tạ cho anh hùng uống number one. Chốt đơn number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo thức thì. Kính thưa quý vị, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc gửi qua fanpage Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc Hoàng Dương Thảo, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh bị mất 150 triệu đồng vì kết bạn với một người lạ trên Facebook. Họ mời chị làm nhiệm vụ liên quan đến đầu tư chứng khoán online. Vì thấy lợi nhuận cao nên chị nghỉ việc công ty và tập trung làm nhiệm vụ được giao. Sau một tuần làm nhiệm vụ, chị bị lừa mất 150 triệu đồng. Chị mong mọi người đừng vì ham lợi mà mất việc mất tiền như chị Thảo. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc Hoa Mi Trang có địa chỉ email tranghoami@gmail.com phản ánh về một trung tâm ngoại ngữ không hoàn tiền như cam kết. Trung tâm ngoại ngữ hứa hoàn trả tiền cho phụ huynh chia làm 5 đợt. Nhưng đến nay đã quá hạn trả tiền đợt 1 cho phụ huynh, nhưng trung tâm vẫn không tiến hành hoàn trả như cam kết. Phụ huynh liên hệ với trung tâm qua các kênh nhưng không liên hệ được. Chỉ gửi tin nhắn qua Zalo cho phụ huynh rằng cần cho trung tâm thêm thời gian để hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của trung tâm. Phụ huynh không biết đến bao giờ mới được hoàn học phí. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 13 tháng 10 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực No. 1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!